Ngọc Dung thân ái kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Chính quyền Trump sắp ra tuyên bố về Biển Đông trong bối cảnh đối đầu với Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đưa ra một thông báo vào tuần tới về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Hãng thông tấn Bloomberg cho biết thông tin từ hai người quen thuộc với vấn đề này. Bloomberg cho biết nguồn tin tiết lộ với điều kiện giấu tên rằng Nhà Trắng dự kiến sẽ bày tỏ lập trường chính thức về Biển Đông vào tuần tới, trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ đang triển khai đồng thời 3 tàu sân bay ở khu vực Tây Thái Bình Dương nhằm răn đe sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Hai trong số các tàu sân bay đã bắt đầu cuộc tập trận ở Biển Đông từ ngày 4 Tây tháng 7. Trước đó, Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại về cuộc tập trận của Trung Quốc quanh quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng các hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp. Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng thường cử các tàu chiến hiện diện trong khu vực nhằm đảm bảo các tuyến đường biển quốc tế được hoạt động tự do trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Hoa Kỳ chuẩn thuận nâng cấp vũ khí trị giá 620 triệu US dollars cho Đài Loan. Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận kế hoạch trị giá 620 triệu US dollars để nâng cấp hỏa tiễn Patriot loại địa đối không cho Đài Loan, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10 Tây tháng 7. Thương vụ, vũ khí này phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ bên mua tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa quân đội của mình và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy, thông báo cho biết. Nói về việc Hoa Kỳ bán vũ khí, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết việc bán vũ khí này là lần thứ 7 của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho Đài Loan, thể hiện đầy đủ tầm quan trọng gắn liền với an ninh quốc phòng của chúng tôi, cùng củng cố quan hệ đối tác an ninh của chúng tôi với Hoa Kỳ và cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực. Tổng thống Mexico cảm ơn ông Trump. Chúng tôi cảm ơn ông ấy vì không đưa ra vấn đề về tường biên giới trước công chúng, Tổng thống Mexico López Obrador nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ hôm 10 Tây tháng 7, thêm rằng tường biên giới đã được đề cập trong bữa tối ở Nhà Trắng, song không nhằm mục đích áp đặt bất cứ điều gì. Xây tường dọc theo biên giới Mỹ, Mexico dài 3.200 km và hứa hẹn chủ chốt trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố sẽ buộc Mexico phải chi trả phí cho bức tường này. Tổng thống Trump lại chỉ trích Trung Quốc. Trung Quốc lẽ ra đã có thể ngăn chặn dịch bệnh này, nhưng họ không làm. Tổng thống Mỹ Trump nói với phóng viên trên chiếc không lực một khi trên đường đến Miami, bang Florida hôm 10 Tây tháng 7, theo kế hoạch vận động tái tranh cử. Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giấu dịch khiến COVID-19 lây lan và trở thành đại dịch toàn cầu. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc hiện không phải ưu tiên của chính quyền Mỹ, và ông có nhiều thứ khác ưu tiên hơn. Quan hệ Washington và Bắc Kinh đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, kể từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc. Chính quyền Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc không minh bạch, ảnh hưởng tới công tác chống dịch của nước khác. Ngoại trưởng Pompeo tuần trước còn chỉ trích luật an ninh mà Trung Quốc vừa áp đặt tại Hồng Kông, đồng thời tuyên bố hạn chế thị thực với các quan chức phá hoại mức độ tự chủ cao của đặc khu.
cựu Tổng thống Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù. Theo Yonhap, Tòa án tối cao Seoul hôm 10 tháng 7 đã quyết định giảm án 10 năm tù từ 30 năm xuống còn 20 năm đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Phán quyết này đã khép lại quá trình xét xử kéo dài nhiều năm đối với bà Park, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Bản án 20 năm tù của bà Park gồm 15 năm vì tội nhận hối lộ và 5 năm vì tội lạm dụng quyền lực cùng các cáo buộc hình sự khác. Bà Park, 68 tuổi, phải nộp phạt 18 tỷ won, tương đương 15 triệu US dollars và bị tịch thu 3,5 tỷ won. Bà Park bị phế truất hồi năm 2017 và bị kết tội cấu kết với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn bao gồm Samsung ủng hộ 77,4 tỷ won cho hai tổ chức mà bà Choi kiểm soát. Cảnh sát kết luận, thị trường Seoul tự tử. Chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu giết người. The Korea Times dẫn thông cáo hôm 11 tháng 7 của cảnh sát cho biết, thị trưởng Seoul Park Won-sun được tìm thấy chết trong cánh rừng trên núi Bugak gần nhà vào rạng sáng 10 tháng 7. Hàng trăm cảnh sát và nhân viên cứu độ đã tìm kiếm thị trưởng 64 tuổi suốt nhiều giờ sau khi con gái ông trình báo cha cô mất tích vào tối mùng 9 tháng 7. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ông rời nơi cư trú ở quận Yongno, trung tâm Seoul vào khoảng 10 giờ 44 phút, đội mũ đen, áo khoác tối màu, quần đen, giày màu xám và mang túi màu đen. Ông bắt taxi đến công viên Waryong tại khu vực đồi núi Yongno lúc 10 giờ 53 phút. Trong bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy trên bàn làm việc tại nhà, ông Park viết: "Tôi xin lỗi tất cả. Tôi cảm ơn tất cả những người có mặt trên hành trình, cuộc sống của mình. Tôi luôn luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, những người khổ sở khi ở bên tôi. Vĩnh biệt tất cả." Bầu cử Singapore, phe đối lập giành được tỷ lệ phiếu lịch sử. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Singapore hôm qua, 11 tháng 7, năm 2020, đảng cầm quyền vẫn giữ được đa số, nhưng phe đối lập đã giành một tỷ lệ phiếu cao lịch sử. Đảng Hành động Nhân dân PAP cầm quyền liên tục từ Singapore giành độc lập năm 1965, đã thu được 61,2% số phiếu, giành 83 trên tổng số 93 ghế của Quốc hội mới. Kết quả này thấp hơn nhiều so với cuộc bầu cử năm 2015 khi đảng PAP thu được 70% số phiếu. Trong khi đó, đảng Công nhân, đảng đối lập giành được đến 10 ghế dân biểu, nhiều hơn 4 ghế so với kết quả cao nhất cho tới nay. Tuy không đánh bại đảng cầm quyền, nhưng những người ủng hộ đảng đối lập tối qua vẫn ăn mừng kết quả lịch sử này. Khi đi bỏ phiếu hôm qua, cử tri Singapore đã phải tuân thủ các quy định an toàn dịch tễ rất nghiêm ngặt trong bối cảnh đang có dịch COVID-19. Họ phải mang khẩu trang, đeo găng tay, đi bầu trong khoảng thời gian được ấn định trước để bảo đảm giãn cách xã hội. Các phòng phiếu đã phải kéo dài thêm 2 giờ do cử tri phải xếp hàng rất lâu. Tại Singapore, mọi người dân đều phải đi bỏ phiếu vì tham gia bầu cử là bắt buộc. Việt Nam gần 31 triệu người bị ảnh hưởng COVID, thất nghiệp cao nhất 10 năm. Hôm 10 tháng 7, Việt Nam cho biết có đến 30,8 triệu người, tức 1/3 dân số cả nước, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 và con số này có thể tăng thêm vào cuối năm nay. Tổng cục Thống kê Việt Nam GSO cho biết như trên, loan báo thêm rằng đến hết quý tháng 11 năm 2020, số người thất nghiệp tăng lên khoảng 1,5 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 2 là 2,73%,
trong đó tại khu vực thành thị là 4,46%, mức cao nhất 10 năm qua. Trong tổng số 30,8 triệu người bị ảnh hưởng, có 28,7 triệu người có việc làm, 897.500 người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động, vẫn theo GSO. Còn theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thì có đến 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc. Do ảnh hưởng của Covid-19, Bộ này dẫn lời ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, cho biết tại một hội nghị vào ngày 29 tháng 6 rằng thị trường lao động Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, với số lượng lao động mất việc làm liên tục gia tăng, trong khi khả năng tạo việc làm cả trong và ngoài nước đều gặp khó khăn. Theo GSO, trong số gần 31 triệu lao động bị tác động, có 72% lao động trong ngành dịch vụ, kế đến là ngành công nghiệp và xây dựng. Truyền thông Việt Nam cho biết, một số doanh nghiệp như công ty TNHH, Puyuan, Việt Nam dự kiến cắt giảm gần 3.000 lao động trong thời gian tới. Công ty dệt may Huê Phong, công ty gỗ Woodworth Wooden cũng đã xây dựng kế hoạch cắt giảm hơn 2.000 lao động do lượng đơn hàng giảm đến 50%. Kính thưa quý khán thính giả, Điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị trong Điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày thật là an lành và hạnh phúc.